Hello, xin chào các bạn ạ. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách để giải mặt vàng, có nghĩa là to look all. Nó không phải là full all mà là to look all, có nghĩa nó sẽ rút ngắn hơn một tí về phiên bản nâng cao. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Trường hợp thứ nhất mà mình muốn nói chính là trường hợp dễ nhất. Hay trong cơ bản của 3x3 thì ở video cũ mình đã có rồi. Trường hợp này nó sẽ có một cạnh đằng một góc ở phía trước của mình. Một cạnh như này, một cạnh như này. Thì các bạn để cái này ở phía trước, cái này để sau đây. Ok. Rồi mình sẽ làm công thức. Mình sẽ để công thức ở dưới màn hình hoặc là ở trên màn hình nha. Ok, mình sẽ không đọc đâu. Đây, finger trick nữa nha. Và khi làm nhanh nó sẽ như này đó. Ok, rồi chúng ta sẽ đến trường hợp thứ hai. Nó sẽ giống như hồi nãy nhưng nó sẽ ngược lại, mình cũng sẽ để ở đằng trước luôn và nó sẽ có công thức như sau. Ok, mà khi làm nhanh nó sẽ như thế này. Ok, chúng ta sẽ đến trường hợp thứ ba. Nó sẽ có hai cạnh ở bên này và hai cạnh đối diện, nói chung là hai cạnh hai góc sai nó sẽ đối diện với nhau. Và chúng ta sẽ lựa một góc, lựa hai góc nào đó cũng được. Đừng có dễ để như đây, như thế này. Và nếu như mà để như thế này á, nó sẽ sai. Và chúng ta sẽ làm công thức như sau. Đó, và khi làm nhanh chúng ta sẽ được như này. Đó, được chưa? Ở đây hai góc sai nó cũng sẽ ở đây, nhưng mà mình sẽ để hai cái góc cạnh nhau này. Sẽ ở bên đây. Được chưa? Đây chính là ở bên phải. Chúng ta sẽ làm công thức như sau. Ok, và khi làm nhanh nó sẽ được như này. Ok, chúng ta sẽ đến trường hợp thứ năm nha. Và chúng ta sẽ đến trường hợp thứ năm. Ở đây nó sẽ có hai góc xa thôi, giống như trường hợp hồi nãy, nhưng mà nó sẽ mất hai góc đối diện ở đây và hai góc này nó sẽ sai. Ok, thì ở cơ bản thì chúng ta sẽ để ở đây, nhưng khi mà nâng cao thì chúng ta sẽ để ở đây nha. Ok, để này ở đây, để này. Ok, chúng ta sẽ làm công thức như sau. Và khi làm nhanh chúng ta sẽ được như sau. Ok, chúng ta sẽ đến trường hợp thứ 6. Ok, trường hợp thứ 6 đây. Nó sẽ có một cạnh góc nó sẽ đúng như thế này. Và một cạnh sai nó như thế này và một cạnh sai nó cũng ở đây. Và mình sẽ để ở đây là để cách nhận biết nha. Ở đây ở bên trái và mình sẽ đặt ở bên phải. Mình sẽ làm một cách như sau. Và khi làm nhanh nó sẽ như này. Ok, chúng ta sẽ đến trường hợp thứ 7. Chúng ta sẽ đến trường hợp cuối cùng và cũng như là trường hợp khó nhất trong cái chu lúc all này. Nó sẽ có hai cạnh đối diện như này, nó không có cạnh nào mà sai đó. Mình sẽ để đối diện như này luôn nha. Và công thức nó sẽ như sau.
Đó. Ok, chúng ta đã làm xong mặt vàng. Và khi làm nhân, nó sẽ như này. Ok. Và video đến đây và kết thúc. Thì bạn nào thấy hay thì cho mình một like và một share. Một subscribe nữa nhé. Để mình có động lực mình làm các video tiếp theo. Ok. Tạm biệt các bạn trong các video lần sau.